Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FBC Thế Giới. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm khi nhà đầu tư nhận thông tin không như kỳ vọng từ thị trường nhà ở. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 2, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đồng loạt giảm 0,2%, còn Nasdaq giảm 0,1%. Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm trong phiên cuối tuần sau khi các nhà đầu tư phân tích các dữ liệu trái chiều của nền kinh tế. Theo số liệu, doanh số nhà sang tay tại Mỹ giảm nhiều hơn so với dự đoán ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết trong tháng 1 vừa qua. Thông tin này khiến cổ phiếu nhóm ngành nhà đất giảm mạnh. Trong phiên này, khối lượng giao dịch mỏng chỉ có 6,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức 7 tỷ cổ phiếu trung bình của tháng 2. Tính cả tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2, thì chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, S&P 500 giảm 0,1%, duy chỉ có chỉ số Nasdaq là tiếp tục tuần tăng điểm thứ 3, tăng lên 0,5%. Về cổ phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu của Barnes & Noble tăng 4,5% sau khi nhận được lời đề nghị mua lại với giá 1,3 tỷ đô la Mỹ từ quỹ đầu tư G Asset Management. Cổ phiếu của trang Priceline.com thì tăng mạnh nhất trên chỉ số S&P 500, đạt đến ngưỡng 1.300 đô la Mỹ một cổ phiếu nhờ lợi nhuận tăng 30%. Sau phiên tăng điểm cuối tuần trước thì sang đến đầu tuần này hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều giảm điểm, nương theo đà giảm của chứng khoán Mỹ. Khép phiên giao dịch ngày 24 tháng 2, hầu hết các chỉ số chính của chứng khoán châu Á giảm điểm. Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm hai phiên liên tiếp giữa lúc có nhiều lo ngại trên thị trường bất động sản. Nhiều ngân hàng tại Trung Quốc tuyên bố không cho các doanh nghiệp bất động sản vay để giảm rủi ro. Cổ phiếu của Poly Real Estate và China Merchants Property dẫn đà giảm điểm với mức giảm hơn 8%. Tuy nhiên, nhờ thông tin mới nhất cho thấy giá nhà tại Trung Quốc đã có giảm trong tháng 1, mà đà giảm trên sàn chứng khoán cũng được nâng đỡ. Về phía sàn chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm điểm sau phiên tăng điểm cao liền trước. Do đồng yên mạnh lên, cổ phiếu các hãng công nghiệp nặng giảm điểm. Tương tự như chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Kospi của Hàn Quốc sau khi tăng điểm cao vào phiên trước thì cũng quay đầu giảm điểm do ảnh hưởng của tâm lý chung. Duy chỉ có chỉ số AX200 của Úc là tăng điểm rất nhẹ, hầu như không biến động. Vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, 10.000 người Tây Ban Nha lại đổ xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp khắc nghiệt của chính phủ, một lần nữa gây khó khăn cho nền kinh tế vốn lao đao của nước này. Đợt biểu tình lần này là nhắm vào dự luật xã hội mới của Thủ tướng Mariano Rajoy và Đảng Nhân dân Trung hữu phe ông. Dự luật lần này đưa ra mức tiền phạt khổng lồ đối với những người tham gia biểu tình tự phát, biểu tình dẫn tới bạo động và quay phim chụp ảnh cảnh sát trong cuộc biểu tình. Những người Tây Ban Nha vốn không hài lòng về các chính sách kinh tế của chính phủ, nay càng giận dữ hơn vì cho rằng chính phủ đang dần dần tước đi quyền công dân của họ. Ngoài ra, chính phủ nước này còn thực hiện các giảm nhân công và ngân sách đối với nhiều ngành dịch vụ xã hội. Chúng tôi quay lại biểu tình lần nữa là vì chính phủ cứ cắt giảm nhân công liên tục từ y tế, giáo dục, rồi cải cách thị trường lao động, v.v. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, còn lương thì ngày càng giảm. Sau nhiều năm suy thoái kéo dài, Tây Ban Nha đang rất nhạy cảm với các chính sách kinh tế xã hội. Nó ảnh hưởng mọi thứ ở trường học, ảnh hưởng tới số học sinh lên lớp. Bây giờ lớp tôi chỉ còn có 70% học sinh đi học thôi. Thầy cô giáo cũng nghỉ dạy. Tài chính trong trường thì khó khăn. Chúng tôi như đang sống trong những năm 40-50 vậy. Khủng hoảng ở Tây Ban Nha bùng nổ vào năm 2008 và khiến hàng triệu người thất nghiệp. Cứ hễ 4 người thì có 1 người thất nghiệp ở Tây Ban Nha. Nước này là nước có mức thâm hụt ngân sách công thuộc hàng nhiều nhất Eurozone. Ngân hàng RBS của Anh vẫn kiên trì với kế hoạch tái cấu trúc để thoát khỏi tình trạng ì ạch sau khủng hoảng tài chính 5 năm trước. Theo kế hoạch, RBS sẽ sa thải đến 1/4 số nhân lực của mình. 5 năm sau khi được nhà nước mua lại một phần cổ phần, ngân hàng RBS của Anh vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn mà còn phải tiếp tục tái cơ cấu. Trong 3 đến 5 năm tới, ngân hàng này sẽ sa thải 30.000 việc làm, nghĩa là 1/4 nguồn nhân lực của mình. Chủ yếu RBS sa thải nhân viên của các ngân hàng tại Mỹ và của mảng ngân hàng đầu tư. Hiện tại RBS vẫn có 81% cổ phần tư nhân, nhưng ngân hàng này vẫn chịu áp lực từ chính quyền Anh, buộc phải bớt hoạt động đầu tư để tập trung vào hoạt động cho vay tại Anh. Nhưng theo phân tích của ông George Hay của chuyên mục Breaking News thuộc Reuters, thì dù có đầu tư hay là không đầu tư, thì vấn đề của RBS là không đủ vốn để đáp ứng nhu cầu đi vay. Có mảng ngân hàng đầu tư hay không thì cái khó của RBS là nó không có đủ vốn để duy trì hoạt động. Ngân hàng này đã tốn tới 5 hay là 6 năm để tái cấu trúc để hồi phục. Dù thế nào thì nhiệm vụ của nó là hỗ trợ cho nền kinh tế Anh, đó mới là vấn đề chính cần quan tâm. Theo kế hoạch thì 3-5 năm nữa RBS sẽ trở lại là ngân hàng tư nhân hoàn toàn, vì khi đó chính phủ Anh sẽ bán cổ phần của mình trong ngân hàng này. Xin được chuyển sang những thông tin khác.
thay vì trồng bắp như từ trước tới nay, thì các hộ nông dân ở Zimbabwe đã chuyển sang trồng cây thuốc lá nhằm cải thiện thu nhập. Trong khi đó, năm ngoái, nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo nước này đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong suốt 4 cho tới 5 năm qua vì hạn hán và mùa màng thất bát. Một nhóm nông dân đang coi sóc cánh đồng thuốc lá của họ ở ngoại ô thủ đô Harare của Zimbabwe. Người chủ Gilbert Kalemba cho biết, trước khi trồng thuốc lá, họ đã trồng bắp nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Đây là cánh đồng thuốc lá của chúng tôi mong là thu hoạch được khoảng 150 tấn, giá trung bình thì là 5 đô la Mỹ một ký. Rất nhiều nông dân như là Kalemba trước đây trồng bắp và đậu, nay cũng chuyển sang trồng thuốc lá vì mùa màng yếu kém, trong khi đó trồng thuốc lá thì dễ dàng và còn thu được ngoại tệ. Có khoảng 50.000 hộ nông dân trong khu vực đã chuyển hướng như thế này. Thời tiết kém dẫn tới mùa màng thất bát không phải là nguyên do duy nhất khiến cho nông dân chuyển sang trồng thuốc lá. Các đơn hàng với chính phủ và các doanh nghiệp trong nước thanh toán quá chậm, trong khi nếu trồng và bán thuốc lá thì tiền bạc giao ngay. Những người nông dân này không phải là không nhận thức được tình trạng mất an ninh lương thực mà Zimbabwe đang gặp phải, nhưng họ cho biết phải chọn cách đó để duy trì hoạt động. Cánh đồng bắp của chúng tôi hồi đó thì cũng nhỏ thôi, nhưng tôi biết là nếu ai cũng như thế này thì rất nguy hiểm cho đất nước. Ai ai cũng chuyển sang trồng thuốc lá, không có người trồng bắp nữa. Vậy thì thế nào đất nước cũng sẽ thiếu lương thực. Trong năm ngoái, Zimbabwe đã lên kế hoạch nhập 150.000 tấn bắp từ nước láng giềng Nam Phi để đối phó với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong suốt 4 năm qua do hạn hán và mùa màng yếu kém. Không chỉ vậy, quốc gia phía Nam châu Phi này còn thiếu giống và phân bón. Thời tiết thì không cải thiện, khiến tình hình nông nghiệp ngày càng xấu đi. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã đến làm việc với chính phủ Zimbabwe suốt từ tháng 10 năm ngoái. Các tổ chức quốc tế đã tham gia trợ cấp lương thực cho khoảng gần 3 triệu người nghèo đói của Zimbabwe. Nhưng chương trình này cũng chỉ giúp đỡ cho Zimbabwe đến mùa thu hoạch bắp sắp tới, tức là khoảng tháng 3-4 năm 2014. Chúng tôi phải nói rằng việc các hộ nông dân ồ ạt chuyển sang trồng thuốc lá đang rất đáng ngại, bởi vì nó ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn cung thực phẩm của Zimbabwe. Nước này đã mất an ninh lương thực từ mấy năm qua do thời tiết. Nay tình hình sẽ càng đáng lo hơn. Vụ mùa năm 2012-2013, nước này chỉ thu hoạch được gần 800.000 tấn bắp, trong khi nhu cầu là 1,2 triệu tấn. Sản lượng thuốc lá của Zimbabwe hồi năm 2012 đạt 140.000 tấn, thu về 500 triệu đô la Mỹ, vượt xa mức sản lượng 48.000 tấn vào năm 2008. Vào thời điểm đó, Tổng thống Robert Mugabe đã có lệnh cấm trồng và sản xuất thuốc lá, nhưng quy định này sớm gỡ bỏ. Còn số thống kê sản lượng thuốc lá trong năm ngoái chưa được công bố, nhưng các chuyên gia dự đoán mức này sẽ tăng 21% lên 170.000 tấn, dù hạn hán và mưa cũng rất thất thường. Tuy nhiên, thuốc lá cũng chưa hẳn là món hời mà người nông dân Zimbabwe muốn nhắm tới. Trước tình trạng nguồn cung tăng đột biến, các thương lái thuốc lá đẩy giá mua xuống thấp. Sau thu hoạch, nông dân mang thuốc lá thô đến các sàn đấu giá để bán, nhưng không phải lúc nào cũng bán được giá. Tôi không thấy hài lòng về giá cả mùa này chút nào, thấp hơn so với năm ngoái. Nếu tình hình cứ vậy thì chúng tôi không biết phải làm sao. Giá bán trên sàn TSF không được như năm ngoái, trong khi nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tăng lên. Tổng thống Mugabe đang đặt mục tiêu đầu tư cải thiện an ninh lương thực, cải thiện dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói và mở rộng nền kinh tế trung bình 7,1% một năm cho tới năm 2018. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Zimbabwe hiện tại vẫn là kinh phí. Chính phủ các nước phương Tây và ngay cả Ngân hàng Thế giới đều lo ngại năng lực tài chính của Zimbabwe vì nước này đã thất bại trong việc trả khoản nợ hàng tỷ đô la Mỹ. Chính phủ nước này đưa dự đoán tăng trưởng sẽ đạt 6,4% trong năm nay, tăng so với mức 3,4% của năm ngoái. Nhưng nhiều chuyên gia lại không lạc quan được như vậy, vì tình hình an ninh lương thực ở mức báo động, nhiều doanh nghiệp đóng cửa và thiếu điện diễn ra liên tục. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã một lần nữa khép lại bản tin FBC Thế giới. Mình Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.